Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay tiếp tục cái chuỗi series của môn toán dài dạc. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một số cái bài tập liên quan đến phần logic vị từ và lượng từ. Thì trước hết thì chúng mình sẽ đi từ những cái bài tập cơ bản trước. Thực ra phần này nó cũng chưa có nhiều bài tập gọi là quá nâng cao. Khi các bạn học đến cái phần sau là phần là kết hợp của nhiều lượng từ thì bài tập nó sẽ nâng cao hơn và nó sẽ mức độ khó hơn. Trong phần này thì mức độ khó của nó chưa phải là quá khó các bạn ạ. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bài một số bài trong giáo trình mình dựa theo. Thứ nhất là mình cùng nhau đi bài 1 trước nhé. Bài 1 là bài đơn giản nhất. Đây, mình sẽ để như này để các bạn có thể dễ dàng quan sát. Thì bài 1 nó chỉ đơn giản, nó hỏi các bạn là cho Px là một cái hàm bệnh đề chắc chắn rồi. Khi có x thì chắc chắn là phải có mà nó gọi là hàm bệnh đề rồi. Cái điều kiện là hàm bệnh đề này là x nhỏ bằng 4. Vậy thì những cái giá trị chân lý của các cái biểu thức bên dưới là như thế nào? Thì giá trị chân lý, chúng ta cách xác định chân lý là chúng ta diện chỉ là xem tính đúng sai thôi. Tính đúng sai thì chúng ta không còn lạ lẫm gì nữa. Vậy thì trước hết với P0 thì ạ, không có nhỏ bằng 4 không ạ? Dạ có, không có nhỏ bằng 4. Vậy rõ ràng cả A là true này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với B. B là P4, 4 nhỏ bằng 4 không ạ? Có. Cũng có nhỏ hơn bằng 4. True. Thế còn 6 thì sao? 6 thì lớn hơn 4 cho nên đây là false. Ok. Thì đây là một cái bài tập đơn giản đầu tiên. Và cái bài 1 này nó là cái dạng bài chung của một số các bài bên dưới luôn này. Một số bài bên dưới nó cũng một cái dạng như thế. Chỉ là xác định đúng sai của một cái hàm bệnh đề với một cái x cho trước trong một tập trong một u một tập xác định. Thì cho nên là mình chỉ chữa một bài một thôi. Mình sẽ chữa ngay sang một cái dạng mới. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái dạng bài mới ở đây. Mình giới thiệu các bạn một dạng mới đây, đó chính là cái dạng bài số 9. Các bạn nhìn bằng bài số 9 này. Dạng bài số 9 thì các bạn có thể thấy rằng là cái dạng bài này là dạng bài mà bạn phải biểu diễn cái bạn và ok, từ từ đã. Trước khi đến dạng bài số 9 thì mình xưa các bạn là mình phải giới thiệu với các bạn dạng bài số 7 trước, vì dạng bài số 7 là bài gọi là tiền thân. Chúng ta làm bài số 9. Ok, chúng ta cùng nhìn vào bài 7. Bài 7 ở đây các bạn sẽ thấy rằng là nó biểu thức logic sang một cái câu tiếng Anh. Thì đương nhiên rằng là muốn dịch câu sang tiếng Anh thì chúng ta phải sử dụng cả những ngữ pháp tiếng Anh bên trong đây rồi. Thành ra là nếu như có một số bạn nào học môn này bằng tiếng Việt thì chắc là các bạn cũng phải tự dịch sang tiếng Việt thôi. Bởi vì là đây là mình chữa theo một cái giáo trình tiếng Anh với một số các bạn mà phải học môn này bằng tiếng Anh. Thì các bạn sẽ thấy được rằng là ở đây họ cho một cái hàm mệnh đề CX là X is a comedian, có nghĩa là X là một diễn viên hài. Và người ta cho thêm một FX ở đây là X is funny, nghĩa là X thì hài hước ạ. Và tập xác định của người ta là domain này. The domain thì là tất cả mọi người. Chắc chắn tất cả mọi người là tất cả mọi người trên thế giới rồi. Bao hàm tất cả mọi người trên thế giới. Và người ta bắt chúng ta dịch các cái biểu thức này sang một cái câu gọi là hoàn chỉnh. Thì cái cách làm cái dạng bài này ấy, thì các bạn sẽ phải để ý cho mình là các bạn khi mà các bạn dịch câu sang tiếng Anh chẳng hạn, thì các bạn đừng bao giờ để cái chữ x này nó xuất hiện ở trong cái câu của bạn. Bởi vì cái x này nó chỉ là một cái biến để người ta đại diện cho cái mệnh đề của họ thôi. Khi bạn dịch xong câu tiếng Anh, bạn dịch thành một câu mà nó nghe nó gọi là nó trôi chảy nhất và nó sẽ không có những cái tên biến hay là tên hàm gì ở trong đấy cả. Nghĩa là giống như kiểu một câu tiếng Anh bình thường ạ. Thế là một cái khó. Ok, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với phần A.
Thì phần A ở đây các bạn thấy rằng là CX kéo theo FX chắc chắn là chúng ta sẽ, các bạn suy nghĩ sử dụng cụm là cụm if then đúng không ạ? If và then. Thì ok, vậy thì if gì và then gì? Thì ở đây tập xác định nó là all people. Thì câu này nó có hai cách dịch các bạn nhé. Thứ nhất là các bạn dịch theo if then này. Thì có thể là cái thứ nhất theo cái dịch mình nghĩ là thông thường nhé các bạn này là nhất là bạn sẽ dùng nhất tập xác định đây này, if every people này hoặc là if all people. Đấy, all people là tập xác định của chúng ta là với mọi x nhé. If all people này, is a comedian này. Các bạn đợi mình một chút xíu. Is a comedian. Is a comedian. Then he này. Then they are funny. Hoặc là đây các bạn có thể thay là he hoặc she nhé. Hoặc he or she thì cái cách chia của các bạn sẽ là he hoặc she is funny nhé. Đây là liên quan đến chia động từ một chút xíu mà nó phải chuẩn. Cho nên là nói chung trước khi học môn này thì các bạn cũng nên có một kiến thức tiếng Anh vững chắc thì các bạn mới có thể học được môn này. Bởi vì môn này thì rõ ràng mình thấy là sách, thấy là sách tiếng Anh. Thì đây là một cái cách dịch gọi là thô sơ nhất nếu như mà các bạn học về cái phần này. Đây là cái dịch thô sơ nhất. Các bạn thấy có một cái dấu kéo theo thì các bạn sẽ để là một cụm if này, rồi đến then này. Trong if thì các bạn sẽ nhét cx vào, cx ở đây là x is a comedian, bạn bỏ hết x đi. Đó là if all people is a comedian then they are funny. Thì cái cách dịch thứ hai thì nó lại rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Thì các bạn phải để ý ở đây các bạn thấy rằng là cái mệnh đề kéo theo này, cái thực chất cái ý nghĩa của cái mệnh đề kéo theo phải là gì? Cái mệnh đề kéo theo này nó muốn nói chúng ta là nếu như mà x là một comedian thì x sẽ funny. Thế mà x ở đây thì nó lại là tập tất cả mọi người, nghĩa là all people. Đấy. Thì các bạn phải để ý rằng nghĩa là người ta muốn nói gì? Tất cả những cái ai mà làm mà là comedian thì đều funny cả. Cái điều này đúng cho tất cả mọi người trên thế giới. Vậy thì khi mà chúng ta viết câu này, chúng ta sẽ không cần phải sử dụng cụm all people. Cụm all people is a comedian nữa. Cái câu này theo đáp án thì họ sẽ viết một cái cách rất là nhẹ nhàng như sau. Đó là every comedian. Every comedian is funny. Thế thôi. Đấy, câu này hoàn toàn đúng các bạn nhé. Hoàn toàn đúng. Vì sao? Bởi vì khi người ta viết là every comedian is funny, người ta đã mặc định là cái tập xác định. Bởi vì cái tập xác định của chúng ta đây là gồm tất cả mọi người trên thế giới mà. Đấy, cho nên là khi người ta viết như thế này, chúng ta tự coi tập xác định là tất cả mọi người. Every comedian mà. Nghĩa là tất cả các diễn viên hài. Mà làm một diễn viên thì chắc là thuộc tập người, tập con người rồi. Nên người ta sẽ không nhắc lại cái cụm là all people nữa. Tại vào đó người ta sẽ viết là every comedian is funny luôn. Nên người ta khẳng định luôn là tất cả diễn viên hài đều vui tính. Thì đây là một cái cách đặc biệt và là một cái cách gọi là ngắn gọn nhất cho cái câu A này. Đấy, từ đấy các bạn thấy được rằng khi các bạn chuyển từ một cái biểu thức logic, khi mà đến cái phần vị từ, logic vị từ và lượng từ rồi, khi được thêm các lượng từ, các cái tập xác định với mọi, các cái lượng từ, vị từ với mọi tồn tại và có tập xác định rồi, thì các bạn khi các bạn dịch một biểu thức logic sang một cái câu tiếng Anh thì nó không còn là như cái chương trước nữa, nó không phải là cứ các bạn cứ lắp cái cụm như if then vào thì nó có thể dịch được, mà các bạn phải nghĩ ra cái cách dịch sao cho nó gọi nó hoàn hảo nhất, cái cách dịch sao cho nó hay nhất của cái câu của một cái mệnh đề. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang phần B. Phần B ở đây thì không khác phần A là mấy. B ở đây thì chỉ hay là dấu va thôi, nghĩa là phép hội CX và FX. Thì bình thường chúng ta sẽ dịch là như thế nào? Bình thường nó dịch là all people này is a comedian and
funny. Đấy. Nó không có if then đây, nó chỉ đơn giản là and thôi. Thì có nghĩa rằng là vậy thì bây giờ mình muốn dịch cái câu này nó ngắn gọn hơn. Cái cách dịch này nó không hay. Khi bạn đọc lên bạn thấy nó không hay tất cả mọi người là một diễn viên hài và vui tính. Theo về mặt theo về cái mặt gọi là có đúng như bản thức logic không thì hoàn toàn là đúng, mà bởi vì rằng là chúng ta sử dụng phép hội là en này, cx là is a comedian và fx là is funny. Nhưng mà vậy thì chúng ta là phải hiểu rằng là cách dịch này nó chưa hay, chúng ta cần tìm cách dịch hay và nó cũng vừa ngắn hơn nữa. Thì chúng ta cùng nhau xem cái ý nghĩa của cái câu B này nó muốn nói với chúng ta cái gì. Cái câu B này nó muốn nói với chúng ta là tất cả mọi người, đúng nhỉ? Tất cả mọi người là, nó không phải là nếu thì nhá, tất cả mọi người là diễn viên hài và vui tính. Đấy. Tất cả mọi người là diễn viên hài và vui tính. Thì cái câu B này nó sẽ đưa đến cho chúng ta một cách gì khác. Đấy là every person này. Every person is a funny comedian. Có nghĩa rằng là gì ạ? Có nghĩa câu này có nghĩa rằng là tất cả mọi người, tất cả mọi người là một cái người diễn viên hài vui tính. Thì cách dịch này nó cũng đã bao hàm là tất cả mọi người là một diễn viên hài và tất cả mọi người vui tính rồi. Vì các bạn thấy đây là nếu như mình trên này mình dịch lại every people is a funny person, is a fun, is a comedian and is funny. Thì mình sẽ phải dùng hai cái cụm is ở đây. Thì bên dưới thì người ta sẽ gộp lại và người ta ghi là every person is a funny comedian. Thế là tất cả mọi người đều là gọi như là diễn viên hài vui tính. Thì các bạn có thể thấy thì cái cách làm đôi lúc thì nó hơi khó một tí, bởi vì rằng là rõ ràng là để mà làm được câu tiếng Anh mà nó hoàn chỉnh như thế này thì cái kiến thức tiếng Anh của bạn nó cũng phải là một kiến thức tiếng Anh tốt thì bạn mới có thể làm được những cái câu tiếng Anh hoàn chỉnh như thế này. Thì tiếp theo mình sẽ dẫn các bạn đến phần C. Phần C ở đây các bạn sẽ thấy là nó giống phần A nhưng mà nó thay một cái, đó là cái lượng từ ở đây là từ tồn tại. Và nếu như phần A chúng ta có if all people is a comedian then they are he or she is funny, thì ở phần này chúng ta thấy có từ tồn tại, thì trong cụm từ tồn tại đây thì chắc là chúng ta phải sử dụng cụm the exist rồi, đúng không ạ? Như các cái bài trước mình như các bạn phần lý thuyết mình có nhắc đến là the exist. Đấy. Thì cái quan trọng ở đây nữa là chúng ta sử dụng cái từ tiếng Anh nào cho nó phù hợp và cái từ tiếng Anh nào cho nó gọi là đúng ngữ pháp nhất. Thì bình thường chúng ta dịch cái gì ạ? Chúng ta cứ dịch thô trước đã, là dịch theo. Đây là nếu chúng ta thấy một cái cụm kéo theo như thế này thì chúng ta sử dụng cụm if và then. Đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ dịch câu này như nào? Nếu như mà mình dịch cái there is a person này. If he or she is a comedian then he is funny. Đấy. Thì đấy là cách dịch mình nghĩ là gần đúng không? Chứ không phải đúng. Bởi vì là nó còn phải tuân theo cái ngữ pháp của tiếng Anh nữa thì cách dịch nó mới đúng được. Thì cái câu này mình thấy là sẽ được dịch như sau này. There is a person này. Such that. Đấy. If này. He or she. If he or she is a comedian. Then này, she or he này, is funny. Các bạn không nhìn thấy không nhỉ? Mình kéo nó ra đây. Đấy, thì câu này được dịch đúng nó là như thế nào? Đây nó phải thêm cái từ such. Đây, nghĩa là there is a person such that if he or she is a comedian, then he or she is funny. Thì mình nghĩ rằng là nói chung nếu như các bạn đi thi thì
Bởi vì cái người chấm cho chúng ta là thầy cô giáo, cho nên là thầy cô giáo cũng có thể hiểu được cái chuyện là nếu như chẳng may bạn dùng nó không được đúng kiểu pháp tiếng Anh, nó nghĩa là chúng ta không cần phải đúng 100% như đáp án đâu các bạn. Nhưng mà quan trọng chúng ta phải truyền tải được cái ý của câu. Ví dụ như câu này có dấu kéo theo thì các bạn phải sử dụng cụm if và then, và có tồn tại, lượng từ tồn tại ở đây thì các bạn phải sử dụng then exists. Đấy, mình nghĩ cái đó là những cái để tính điểm. Tuy nhiên những cái từ nối such that hay either that thì đôi lúc các bạn quên thì thầy cô cũng không quá coi như là trừ điểm cái vấn đề đấy, hoặc thậm chí là không trừ, là bởi vì rồi chúng ta cũng không phải là người Mỹ hay người Anh thì chúng ta có thể chia những cái câu này nó hoàn toàn là đúng 100% như thế được. Nhưng khi mình chữa thì mình phải chữa nó đầy đủ nhất và nó đúng nhất, chuẩn nhất. Ok, thì cuối cùng chúng ta sang câu D. Câu D thì chúng ta dịch như thế nào nhỉ? Câu D thì đây nó cũng là một cái lượng từ tồn tại là... Thì nếu như bình thường chúng ta gặp từ tồn tại là chúng ta sẽ đọc là the exists đúng không nhỉ? Thế còn cái phép and ở đây, dấu hội đây chúng ta đọc và. Nếu như bình thường dịch thô mình sẽ nói là the exists a person này. And the exists a comedian luôn. There is a person who is a comedian and is funny. Đấy. There is a person. Thực ra là cái lượng từ tồn tại này bạn có nhiều cách để có thể biểu diễn nó. Các bạn có thể dùng từ some cũng được, nghĩa là một vài. Và nếu không thì các bạn cùng cụm là there is. Đấy. Thì chúng ta thường dịch thô nó sẽ hơi khó nghe một tí, tự như là there exists a person who is a comedian and is funny. Đấy, như bình thường nếu như mình mà dịch thì mình cái dịch là there exists a person who is a comedian and is funny. Mình nghĩ nhiều bạn cũng sẽ dịch theo cái kiểu như này. Đấy, thế nhưng mà kiểu dịch này thì nó là gọi là dịch thô, nghĩa là dịch nó không đúng, nghĩa là nó không hay, và cái thứ hai nữa là nó cũng không chuẩn. Đấy, thì cái cách chữa của mình cho câu này đó là như sau. Câu này sẽ được dịch là some comedian is funny. Đấy, some comedian is funny nha các bạn, xin lỗi, không phải is. À, funny. Thì đây là cái cách mà gọi là cách chữa gọi là hoàn chỉnh cho câu này. Thì bởi vì dịch ra nghĩa của nó các bạn sẽ thấy rằng là gì? À, con này muốn nói là một vài cái diễn viên hài thì vui tính. Có nghĩa là không phải diễn viên hài nào cũng vui tính, nhưng ít nhất thì sẽ có cái lượng từ tồn tại nữa các bạn hiểu là gì? À, trong tập xác định chúng ta có ít nhất một cái gọi là phần tử để làm cho thỏa mãn cái mình đều chúng ta đã cho thành ra là gì ạ? Có ít nhất, có nghĩa là tối thiểu là phải có một diễn viên hài là vui tính. Thì cái câu tồn tại này, cái mệnh đề tồn tại này chúng ta sẽ dịch theo cái nghĩa là như thế. Ở đây là bên kia thì mình dịch là tồn tại một người là diễn viên hài và vui tính. Nó không sai, thế nhưng mà nói chung là cái dịch dưới nó sẽ ngắn hơn. Nghĩa là một vài diễn viên hài thì vui tính. Đấy, nó vẫn đúng nghĩa, nó vẫn ngắn. Thì rằng là chúng ta sẽ phải học tập cái cách dịch bên dưới. Thì các bạn có thể thấy là rằng là khi mà bạn dịch một cái biểu thức, bây giờ nó có cả những cái tập xác định và nó có cả những cái lượng từ này sang một câu tiếng Anh, thì các bạn đã thấy được rằng nó phức tạp hơn và nó gọn hơn. Thì đây là cái dạng bài gọi là bài 7. Thì cái dạng bài mà chuyển từ biểu thức mà sang một cái câu tiếng Anh thì nó sẽ khó hơn cái dạng bài mà chuyển từ một cái câu tiếng Anh sang một biểu thức. Đấy, bởi vì khi mà chuyển từ một biểu thức sang câu tiếng Anh thì các bạn cần cái giọng văn nữa. Các bạn cần từ nối, rồi giọng văn, rồi ngữ pháp thì đương nhiên nó sẽ khó hơn. Và đương nhiên nếu như các bạn mà chuyển ngược lại thì nó sẽ dễ hơn nhiều. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dạng bài chuyển ngược lại. Thì nó chính là cái bài số 9. Mà mình nhìn thấy bài 9 trong cái ví dụ này, mình sẽ chữa từng câu một. À, đây thì mình có soạn sẵn cái đáp án ra một cái file, nhưng mà mình sẽ không show cái file lên.
Và mình sẽ cùng nhau phân tích với các bạn trước. Thực sự bài này thì nó cũng khá là dễ để các bạn làm bài. Đấy, thì chúng ta cùng nhau phân tích nhá. Câu thứ nhất các bạn sẽ thấy là rằng là nó là there is a student này at your school who can speak Russian and who know C cộng cộng. Thì câu này thì chúng ta dịch từng vế một. Thứ nhất là there is, thì there is ở đây thì bạn phải sử dụng cái lượng từ tồn tại x rồi. Đấy, thế còn at your school nó chỉ là cái tập xác định thôi, thì mình không cần phải để ý đến gì cả. Tiếp theo là who can speak Russian thì nó chính là px đúng không nhỉ? Và who know n này, who know nghĩa là và qx, nó dịch ra đây là tồn tại x này, px và qx, thế thôi. Câu b ở đây thì mình sẽ cùng nhau nói với bạn là nó vẫn là giống câu a, thế nhưng mà ở đây thì nó chỉ có một cái duy nhất là khác là who doesn't know C cộng cộng, thì who doesn't know là phủ của mệnh đề gì ạ? Phủ của mệnh đề Q thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm dấu phủ QX và xem ở đây người ta dùng N hay là dùng O. Thì các bạn thấy đây người ta dùng từ but. But ở đây thì như mình nói các video trước đấy, bạn có xem but ở đây chúng ta sẽ hiểu phép hội là phép và. Vì đơn giản khi chúng ta nói but nhưng nghĩa là hai sự việc nó xảy ra đồng thời, chứ nó không phải là sự việc xảy ra gì ạ? Hoặc đúng nhỉ? Tôi như mình sẽ nói, mình sẽ dụ tôi ăn cơm nhưng trời mưa, nghĩa là tôi ăn cơm nhưng trời vẫn mưa, hai sự việc xảy ra đồng thời, nên chúng ta phải sử dụng gì ạ? Phép hội trong trường hợp này. Đấy, câu C là tất cả các sinh viên tại trường either speak Russian hoặc know C cộng cộng. Either đây chỉ là một từ nối thôi, nó không quá gây khó khăn cho các bạn. Either nghĩa là cả hai cái này, nó là một từ nối thôi, nhưng quan trọng là bạn thấy là đây là cái chữ O này. Or ở đây thì nghĩa là chúng ta phải dùng phép tuyển đây rồi. Đấy, nó có một sự rõ ràng ở đây, chữ or. Chúng ta phải sử dụng phép tuyển ở đây. Thì các bạn sẽ thấy là rằng là every student ở đây thì các bạn phải dùng một lượng từ là với mọi x đúng không nhỉ? Và speak Russian Q là px đúng không ạ? Px và tuyển qx. Ok. Thế là câu D là no student at your school có thể speak Russian hoặc là no C cộng cộng. Thì ở cái câu này người ta nói là no student. No student nghĩa là không phải tồn tại x nữa. Đấy, không phải tồn tại x, có nghĩa là tồn tại x chúng ta hiểu là vẫn phải có một giá trị thỏa mãn. Chúng ta được là no student. No student nghĩa là tất cả các sinh viên đều không có một cái sinh viên nào trong cái trường này biết tiếng Nga hoặc là biết C cộng cộng. Thì thứ nhất chúng ta phải hiểu là tất cả sinh viên trong trường có thể sử dụng với mọi x rồi. Thế còn không ở đây thì nó là phủ thôi, thì chúng ta quan trọng là nhét cái phủ định này vào trong cái mệnh đề nào. Thế chúng ta thấy là gì? Người ta vừa không biết tiếng Nga, người ta cũng vừa không biết diễn cộng, chắc chắn là phủ cả hai mệnh đề rồi. Đấy, thì ở đây mình sẽ cho các bạn thấy được rằng là cái đáp án ở cái phần này. Đấy, nó chính là bài 9 ở đây, các bạn thể thấy. Thì ở câu D này thì có hai cái viết, một là các bạn có thể để phủ ở phần phủ px hoặc là phủ qx ở đây. Có nghĩa là bạn có thể để dấu phủ vào bên trong hoặc cũng được. Nhưng mà nếu để dấu phủ vào bên trong thì các bạn phải phủ cả hai cái mệnh đề này đồng thời. Còn nếu như các bạn muốn vứt dấu phủ ra ngoài như cách của mình thì nó sẽ dễ hơn và nó cũng sẽ gọn gàng hơn. Đấy, nếu để phủ bên trong thì các bạn phải để cái dạng này nhé. Đây, nếu như để phủ ở bên trong thì các bạn phải để cái dạng này. Thì các bạn mới để được kiểu như thế. Còn nếu không thì các bạn để phủ bên ngoài như mình. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái bài tập khá là hay. Mình nghĩ rằng là nó sẽ luyện tập cho các bạn cái cách mà các bạn sử dụng các cái ngôn từ trong cái việc chuyển đổi câu tiếng Anh. Nhớ là bài số 39, các bạn cùng mình nhìn vào bài số 39 đây. Bài số 39 đây thì người ta sẽ cho chúng ta bốn cái hàm mệnh đề, bao gồm hàm F, hàm B, hàm L và hàm Q. Thì các bạn sẽ thấy được rằng là bốn hàm mệnh đề này các bạn sẽ thử đọc, với các bạn sẽ thấy là thứ nhất là printer P is out of service này, hai là printer P is busy này, ba là print job G is lost và bốn là print job G is queued. Nghĩa là bốn hàm mệnh đề này muốn nói đến một công việc in ấn, các bạn hiểu không? Ví dụ như là cái hàm F nó sẽ nói là một cái máy in P chẳng hạn, là out of service, nghĩa là máy in P bị hỏng. Thế còn hàm B thì nó sẽ nói rằng là máy in P bị bận này. Hàm L này thì nói rằng là cái job G này nó mất, nghĩa là cái lệnh in ấy, lệnh in G bị mất. Và cùng hàm Q nó là lệnh in G trong hàng đợi.
Thì chúng ta sẽ hiểu nôm na nhau như thế để quan trọng chúng ta xử lý trong bốn cái biểu thức kia. Ok, thì với cái câu đầu tiên thì mình sẽ xử lý nhau như thế nào? Thì mình sẽ xử lý cách làm mấy cái bài này là các bạn cứ xử lý từ cái nhỏ đến cái lớn thôi, những cái gì dễ bạn xử lý trước. Thí dụ như ở đây bạn thấy là mệnh đề tồn tại gì là gì là dễ hiểu nhất này. Thì mình sẽ xử lý cái tồn tại này trước. Thế là mình sẽ có một cái if, một cái gen ở đây. Đây mình sẽ có một cái if trước này. Vân vân gì đó này, gen này. Sau gen của bạn nó sẽ là sum job này, has been lost này. Đấy. Bởi vì rằng là đây là mệnh đề gì đấy các bạn. À chính là mệnh đề L đấy, mệnh đề L. Vậy thì trước if nó sẽ là gì? Trước if ở đây thì cái cách đặt nó sẽ mỗi người sẽ đặt cái khác nhau một tí. Ví dụ như là bạn với bản thân mình bình thường nếu như cho mình làm bài này cho phải thi thì mình đặt là if. If printer. If exit printer. Exit one printer is out of service and busy. Đấy, mình sẽ dùng như thế. Nếu như bình thường thì mình sẽ làm như thế. Thì ở đây mình sẽ chữa theo cái cách gọi là đúng, cái cách gọi là chuẩn nhất của cái câu này. Thì cái câu này thì gọi là if there is. Cái bài này là bài mang tính chất tham khảo, nghĩa là thi sẽ không khó như này đâu. Nhưng mà đây là một bài khá là hay, các bạn nên biết. If there is a printer that is bot này. Đấy, ở đây người ta dùng từ bot này. That is bot out of service and busy. Out of service này. Service and busy. Then some job has been lost. Đấy, đây là một câu hoàn chỉnh các cái UI. Đây là cách dùng ngữ văn, đây là cách dùng ngữ văn của tiếng Anh. Thì nó tùy vào mỗi bạn. Đây là mình phải chữa để cho nó, các bạn thấy rằng là nó là một cái ví dụ cho mình tăng khả năng. Vì mình nếu như mình làm càng nhiều bài thì cái khả năng để mình làm đúng khi mình đi thi nó sẽ càng cao các bạn ạ. Nên là các bạn càng được chữa nhiều thì các bạn sẽ khả năng đi thi các bạn làm đúng sẽ càng cao. Ok, rồi đến câu B. Câu B thì ngắn hơn câu A, nhưng mà nó có một cái từ với mọi đây này. Thì trước hết thì chúng ta có đặt cụm if gen đã, vì chúng ta thấy rằng là nó có một cái dấu suy ra đây, chúng ta đặt if gen đã. Thì cái câu này sau gen nó là gì ạ bạn? Sau gen câu này có nghĩa là there is a job này. There's a job in the queue. Đấy, mình cứ làm cụm sau dấu suy ra trước đã. Số trước dấu suy ra mình làm sao? Trước dấu suy ra sẽ là every printer này. Is busy. Đấy. Cái every printer bạn không để nó trước if nhé. Các bạn để nó sau if cho mình. Vì để chữ if thì các bạn sẽ rất khó trong cái chuyện là sau if bạn sẽ viết cái gì. Rất khó để trong cái mặt tiếng Anh ấy, nên bạn sẽ khó biểu đạt hơn. Thì các bạn để cụm every printer đấy đằng sau của cái dấu if, chữ if và sau gen nó cũng để như thế. Ok. Thì bây giờ mình chữa nốt câu C và câu D. Câu C ở đây thì nó, các bạn thấy rằng là nó na ná cái câu A. Đúng nhỉ, chúng ta cũng có 3 mệnh đề ở đây. Chúng ta sẽ kết hợp nó và chúng ta viết nó như thế nào đây, quan trọng. Ok, nhưng nó vẫn là một cái mệnh đề kéo theo. Bốn câu này đều mệnh đề kéo theo, nên là đều có một cái cụm lệnh là cụm if then này. Cụm if then này, ở đây các bạn có thể thấy sẽ có một cụm if then. Rồi sau cái gen, mình cứ xử lý sau cái gen trước đã. Đây là sau gen, đấy là some printer is out of service này. Is out. Vân vân vân. Đấy, vậy thì trước cái gen là gì? Trước cái gen ở đây làm thế nào để mình xử lý cho nó hay cái câu văn? Thì cách xử lý là mình sẽ có là there is này. There is như bên trên đấy các bạn.
There is a job này. That is both Q and lost. Okay. Then some printer is vân 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 vân. Đấy. Và câu D ở đây. Câu D ở đây mình cũng sẽ chỉnh sửa nốt với các bạn. Đấy là sau then nó sẽ là some job is lost. Rồi, đấy là sau câu lệnh then. Trước câu lệnh then là gì? If đúng không nhỉ? If every printer is busy and every job is queue. Then some job is lost. Ok, thì cái bài 39 này nó mang một cái tính chất là tham khảo các bạn nhé. Bởi vì nó khá là khó. Đi thi nếu như không có một sự có bài khó như này thì mới chữa như này các bạn thấy. Nếu như thực sự phải làm bài khó này khi đi thi thì các bạn cần rất cân nhắc trong cái chuyện là sử dụng ngôn từ tiếng Anh. Nếu như mình không biết quá nhiều từ tiếng Anh để mình nối mình ghép, ở đây người ta có những từ như từ both này, hay là đôi lúc thì các bạn có either, both hay là such gì đó. Nếu như mình không biết quá nhiều từ tiếng Anh để mình ghép nối thì mình hãy dịch, thì mình lại đành phải dịch nó theo cách mà mình cảm thấy là nó gọi là nó càng ít thô nhất càng tốt, có nghĩa là nó càng ít, nghĩa là nó bị thô quá, các bạn hiểu không nhỉ? Không phải là chúng ta cứ lấy if lấy then mà chúng ta ghép cả các mệnh đề vào thì nó sẽ quá thô. Thì mình phải tự, lúc đấy thì khi mình thi mình sẽ phải tự căn chỉnh cái câu của mình xem cho cảm thấy nó có vẻ diễn đạt đúng cái ý nhất mà nó vẫn diễn cảm giác là nó ngắn nhất theo ý của mình thôi. Tuy nhiên các bạn không thể nào đúng 100% như đáp án được, vì đáp án thì họ sẽ chữa theo cái cách của tiếng Anh. Nhưng mà các thầy cô chấm cho các bạn thì cũng sẽ nghĩ là họ cũng sẽ bỏ qua được chuyện là bạn viết nó không được đúng như lắm. Quan trọng là bạn hiểu cái ý của cái mệnh đề này và bạn chuyển nó sang câu. Thì trên đây là một số bài tập khá hay mình xin giới thiệu cho các bạn. Các bạn có thể làm thêm các bài tập khác để cho nó luyện cái kỹ năng khi mà chuyển phần chuyển câu này. Thì video của mình đến đây cũng là hết, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Trong video sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn về lý thuyết về phần kết hợp lượng từ, nghĩa là trong một cái câu của các bạn sẽ có nhiều hơn các cái, sẽ có nhiều thành phần hơn. Đấy, và cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy nó bổ ích thì hãy like, share và subscribe kênh cho mình. Cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video sau.